Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp địa hình dốc E-Filler, một dòng xe đạp khung carbon sử dụng bộ chuyển động Microsoft Lưu và đùi đĩa là đùi đĩa trục rỗng, và vành bánh của xe thì được sử dụng bộ vành bánh 27.5 inch, và cái mức giá đang bán tại cửa hàng chỉ có là 7.900.000 thôi, một cái mức giá rất là tốt để cho các bác có thể mua về và trải nghiệm khung sườn carbon. Đây các bác có thể nhìn trên hình vân carbon, và trên khung nó cũng đề luôn chữ carbon này. Đó, thương hiệu Rock E-Filler. Sơn si thì còn rất là mới luôn nhé, chỉ có những cái vết xước nhỏ, xước răm do đã qua quá trình sử dụng và xe bãi nhập khẩu về nên là không thể tránh khỏi. Còn tông màu sơn các thứ chất lượng khung carbon thì cũng còn rất là tốt. Thì một chiếc xe đạp địa hình dưới phân khúc dưới 8 triệu đồng. Các bác đã được sử dụng khung carbon này, và phanh thì là phanh dầu luôn các bác nhé, sử dụng luôn phanh dầu. Đấy, vành bánh thì lại được là vành bánh 27.5 inch. Đấy, form dáng rất là đẹp. Đấy, thì một đùi đĩa trục rỗng luôn các bác nhé. Đấy, đĩa chảy trục rỗng luôn. Đấy, thì với cấu hình rất tốt này thì và giá cả thì nó rất là hợp lý này, thì các bác phải đánh đổi về phần bộ chuyển động thì nó chỉ được sử dụng nó là Microsoft của Microsoft thôi. Đấy, nó cũng là một cái bộ chuyển động chính hãng đến từ Đài Loan các bác nhé. Nhưng mà đổi lại thì các bác đã được sử dụng khung carbon này, vành bánh 27.5 inch này, phanh dầu này, đùi đĩa trục rỗng này, và cái bộ chuyển động này nó cũng không phải là quá bình thường, quá đều các bác nhé, nó bấm rất là mượt. Cá nhân em thì so với những cái bộ như Shimano Atus hay là Aceza tầm giá này thì cái bộ này mang lại cái cảm giác chuyển động nó mượt hơn rất là nhiều. Nó chỉ là cái thương hiệu nó không bằng thôi. Giảm sóc dầu, giảm sóc dầu thủy lực. Ghi công đi đông cong đổ đèo các bác nhé. Phanh dầu này, một chiếc xe rất là phù hợp cho các bác mua về để thể dục và thể thao, để sức khỏe hay là đi đồi núi cũng rất là ok. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy, thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây và ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác, và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Xe sẽ phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m62 đến 1m72 thì phù hợp. Bộ chuyển động Microsoft 8 tầng lip 3 đĩa cho xe 27 tốc độ khác nhau. Giá bán bên em đang bán chiếc xe là 7.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình.
ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn tôi đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.